Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn một cái mẹo, một cái chìa khóa rất là hay để mình có thể là tách hộp bông ngô ra rất là dễ dàng đấy, tách nhanh chóng. Và cái mẹo này giống như một chiếc chìa khóa vạn năng luôn nhé các bạn. Thì thường thường là các bạn có bông ngô như này, các bạn chỉ việc là dùng tay để tách từng hột ra như thế này đấy. Thì nếu mà thực sự các bạn dùng cái cách này thì nó cũng được, nhưng mà nó rất là khó. Và tách ra hột á, thì có thể là nó sẽ, thứ nhất là vừa đau tay mình này, đau móng tay này, rồi là hột nó sẽ bị vỡ, bị nát, bị mẻ này. Đó rất là khó luôn, và thời gian nó rất là tốn và lâu. Đấy, thì hôm nay các bạn trước tiên là những cái điều miễn phí, đó chính là lượt đăng ký. Các bạn nếu quý mến mình từ ngày bây giờ á, mình chỉ xin các bạn là hãy nhấn cho mình một nút đăng ký miễn phí nha mọi người. Các bạn chẳng mất cái gì cả, chia sẻ cho nhau những cái thứ miễn phí. Các bạn mà muốn làm YouTube á, thì hãy cố gắng đấy và làm như mình này. Mình cũng đang còn tìm hiểu và làm YouTube, thì mình cũng kênh YouTube của mình cũng đã bật được kiếm tiền rồi, và phải cho đi mới có thể nhận lại được đó các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video nó rất là đơn giản, nhưng mà một cái mẹo chìa khóa này không phải ai cũng biết cả. Đấy, thì mong mọi người ủng hộ và hãy đăng ký cho mình để mình có động lực và làm video tiếp theo. Nếu các bạn có cái ý kiến và có muốn học hỏi cái gì mẹo nhỏ từ mình ấy, mình biết thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Mọi người hãy comment xuống bên dưới đi. Đấy, mình sẽ cố gắng để chia sẻ cho tất cả mọi người luôn nhé. À, đây, chúng ta dùng dao thì cắt thì thực sự nó rất là nhanh. Nhưng mà các bạn hãy thấy hột ngô nó không còn được nguyên vẹn nữa, mà những miếng ngô thì nó bị dính lại và bị sót lại rất là nhiều bên trong chỗ cái cùi của nó. Đây, hột ngô thì bị mất khá là nhiều trọng lượng, rất là lãng phí mọi người ạ. Các bạn không nên dùng cách này nhé. Và hôm nay mình đã phát hiện ra một bí quyết, một chiếc chìa khóa để mình có thể mở được tất cả các hột ngô ra rất là nhanh, giống như kiểu là các bạn kiếm được một cái đường lối chính trị nào đó rất là thuận lợi rồi các bạn. Thì thôi, mình sẽ bỏ qua chiếc dao này nhé, không dùng đến dao. Đấy, đấy, lúc này chúng ta chỉ cần cầm bông ngô lên và bẻ đôi chiếc bông ngô ra thôi. Đó, này chúng ta bẻ đôi ra thì được hai nửa bông ngô như thế này. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ lấy cái kéo. Mình có thể dùng chiếc dao này, nhưng mà chiếc dao này thực sự nó rất là nguy hiểm. Đó, nó có một đầu sắc như thế này. Nếu các bạn mà chọc vào giữa quả ngô thế này thì chắc chắn là mạnh quá thì nó sẽ bị đứt tay của chúng ta. Đấy, thì bây giờ các bạn hãy dùng một cái kéo này. Đó, các bạn thấy đầu nhọn không? Đâm vào trong thân cây, thân bắp ngô ấy. Thì lúc này hai cái sống lưng của kéo rất là cùn, nó sẽ không làm cho chúng ta bị thương đâu. Đấy, các bạn chọc vào và bắt đầu nắm chiếc kéo và xoay một vòng. Lúc này thì bông ngô sẽ nứt đôi ra, và các bạn sẽ thấy tác dụng của cái kéo vào lúc này nhé. Đấy, ta có hai nửa ngô như thế này. Và lúc này ta chỉ cần là dùng tay để bẻ những hột ngô ra thôi, rất đơn giản. Và những hột ngô này không có gì vướng mắc lại, và có đường và khoảng trống để cho chúng ta gỡ nó ra rất là đơn giản nha mọi người. Thậm chí nó còn nhanh hơn là dùng dao nữa. Đấy, các bạn thấy không? Những hột ngô đã được tách ra rất là nhanh, rất là đều. Hột thì nguyên vẹn, những cái thân của bông bắp không có sót lại những cái hột bắp nữa. Đó, thấy chưa bạn? Thấy chưa? Lấy tay để tách ra lại từng mảng lớn luôn này. Đó, siêu nhanh luôn. Các bạn mà thấy cái mẹo này hay thì hãy nhớ nhấn một like và một đăng ký nhé. Ủng hộ mình. Đấy, các bạn đăng ký thì là miễn phí luôn, các bạn sẽ không mất cái gì cả. Đấy, các bạn nên cho đi những cái thứ mà mình sẽ không mất một cái gì hết, thì các bạn đã là người tốt rồi, chứ không nhất thiết là các bạn phải cho đi những thứ của vốn dĩ của các bạn nhé. Các bạn có thấy không? Dùng cái cách mà lấy dao để rạch chắc nó không hữu ích một chút nào cả. Thực sự nó rất là nhanh, nhưng mà hột ngô nó sẽ bị hỏng. Và lúc mà mình làm lên các cái món ăn thì nó sẽ không được ngon, và cảm giác thì cái hột ngô nó không được còn nguyên vẹn, với mình sẽ không thấy ngon mà sẽ khó chế biến hơn đấy. Rồi thôi, video thì đây là kết thúc nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người với video sau nhé. Thì các mọi người hãy nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để khi nào có video mới thì hệ thống sẽ báo về cho tất cả các bạn nhé. Thôi, chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe. Bye bye.